Hello, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm diệt ve chó bọ chét. Cái sản phẩm này thì rất là tốt, nó có rất là nhiều công dụng ha. Thì thường thì trên các thú y á thì chỉ có bán những sản phẩm như xịt hay là nhỏ ốc ve ngay trên cổ thôi. Thì sản phẩm này thì có thể là mình tắm trực tiếp luôn và có thể lau nhà xung quanh nhà mình. Nếu mà mình nuôi chó thì thường thì ve rồi nó sẽ rụng ở nó sẽ làm ổ ở quanh nhà mình ở những góc tường, thì sản phẩm này mình có thể mình lau nhà được luôn ha. Sản phẩm này thì hầu như các trại chăn nuôi đều sử dụng, nhưng mà nếu mà ra mình mua thì hầu như người ta không biết và người ta không bán cho mình. Đấy, đây là loại thuốc Hantot 200. Loại này rất là nhiều công dụng tốt. Đây, để mình đọc công dụng cho các bạn xem ha. Đó, diệt được muỗi nè, ruồi nè, nhặng nè, kiến, gián trong trại chăn nuôi nè. Cái này thì là dung dịch đặc. Thì các bạn có thể khi sử dụng thì các bạn pha loãng ra và có thể thực hiện tắm trực tiếp trên chó luôn, cái thú cưng luôn, chó mèo đều được. Thì trong này nó có hướng dẫn sử dụng hết hơn các bạn ha. Thì các bạn cứ thực hiện theo hướng dẫn của chỉ định của thuốc. Loại thuốc này nó chỉ rẻ thôi, nó chỉ có 23.000 thôi. Thì rất là nhiều, xài rất là lâu. Một cái trại chăn nuôi vài trăm con xài một 23.000 này cũng phải xài 3-4 lần thì mới hết được. Loại này thì dê cỡ nào cũng hết ha, tắm trực tiếp luôn. Nhiều dê nhiều cỡ nào cũng vẫn hết. Và nếu mà người nào mà nuôi mà lỡ mà ve nhiều quá sinh sản tại trong nhà mình đó, thường các bạn chú ý trong những góc nhà mình đều luôn luôn đều có dê. Nếu mà dê chó nhà bạn rất là nhiều thì thường nó sẽ sinh sản ở ngay những cái góc tường á, các bạn để ý nó bám vào đó để nó đẻ trứng rất là nhiều và nguy hiểm. Nếu mà nhà có con nít ha thì mình có thể mình pha loại thuốc này rồi mình lau nhà thì rất tốt, nó hiệu quả kéo dài tới 6 tháng lận. Thì bạn nào cần mua loại thuốc này thì mình có để đường link bên dưới phần mô tả, hoặc là cứ comment bên mình sẽ gửi đường link để các bạn mua ha. Loại thuốc này mình sử dụng rất là lâu rồi, từ lúc mà mình nuôi chó thì mình tại trại nhà mình thì mình đều sử dụng loại thuốc này. Có những loại thuốc như nhỏ ót hay là xịt nhưng mà nó rất là kém hiệu quả, nó chỉ dành cho những như ví dụ như những loại như nhỏ ót cổ đi thì nó chỉ dành cho những chó con thôi, chó con thì nó mới hiệu quả. Ví dụ chó con thì nó đỡ độc hại hơn, còn cái loại này công dụng càng nhiều thì nó càng độc hại thôi. Thì các bạn cứ sử dụng theo đúng chỉ định của nó như pha thuốc vân vân thì để chống, để lỡ mà nó không có thiệt hại gì mình không mong muốn. Đây, các bạn thấy không, nó 50 ml một cái chai này, xài rất là lâu. Thì bạn nào cần mua thì cứ liên hệ mình hơn, hoặc là mình có để đường link bên dưới phần mô tả thì các bạn nhấn vào và mua thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ha. Thánh Toàn Pet Dog là kênh mua bán chó và chăm sóc thú cưng. Bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để không phải bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thánh Toàn Pet Dog nhiều ạ. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.